Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tiếng Anh Phổ Thông Mr. Long Linh các bạn ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục với các video của phần luyện đọc của Unit 6 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 2 rồi. Thế thì cái bài tập số 1 á, và cái phần luyện đọc á, mình cũng đã làm rất kỹ rồi. Các bạn xem trên kênh, các bạn hiểu được nội dung của cái bài đọc này. Thì sau đó chúng ta sẽ làm bài tập số 2 này, nó rất là dễ các bạn. Vậy thì bài tập số 2 này á, là người ta đề nghị mình là trả lời những câu hỏi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trả lời từng câu hỏi một nha. Câu hỏi thứ nhất, bài tập số 2 có 6 câu. Câu hỏi thứ nhất này, ai là người tham gia vào, đây, ai là người tham gia vào cuộc thi đấu tiếng Anh, chung kết môn tiếng Anh hàng năm vào thứ Bảy vừa rồi. Đó, vào thứ Bảy vừa rồi. Vậy thì chúng ta quay trở lại bài đọc và mình đã dịch kỹ cho các bạn bài đọc rồi đúng không nào? Đây, thì các bạn quay trở lại bài đọc, các bạn thấy này. Vào thứ Bảy vừa rồi, đại diện, những đại diện của ba lớp học của trường chúng tôi, của trường của tôi tham gia vào cuộc thi đấu tiếng Anh chung kết hàng năm. Đó, cuộc thi đấu tiếng Anh, cuộc thi đấu chung kết tiếng Anh hàng năm đó. Vậy thì cái này chúng ta sẽ trả lời như thế này. Đây, các bạn nhìn đây. Đó, ai là người tham gia? Là các đại diện của ba lớp của trường chúng tôi. Trường tôi đó, the school hoặc là my school cũng được các bạn nha. My school cũng được. Tham gia vào cuộc thi đấu chung kết tiếng Anh hàng năm vào thứ Bảy vừa rồi. Đó, cả nguyên câu các bạn trả lời như vậy cũng được. Hoặc các bạn viết nguyên văn của người ta cũng được. Và các bạn viết thêm đến câu này luôn, đối tên cũng được. Đó, đều ok hết, không có gì sai các bạn nha. Rồi, đó là câu thứ nhất. Rồi. Đó, các bạn nhớ theo dõi kênh của mình, nhiều lúc các bạn nhớ ủng hộ mình ha. Nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh, mình rất là vui các bạn ạ. Rồi mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một việc làm nhỏ các bạn thôi nhưng mang lại cho mình niềm vui lớn lắm các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Bây giờ chúng ta xem câu 2 này các bạn này. Câu 2 này. Cái gì? À, vậy là mục đích của cuộc thi đấu tiếng Anh chung kết hàng năm á. Đó, mục đích của nó. Mục đích này của nó là gì? À, vậy thì chúng ta quay trở lại bài đọc và chúng ta biết được mục đích liền này các bạn. Đây, đây nha, chúng ta quay trở lại hồi nãy mình dịch kỹ rồi nè các bạn, bây giờ mình quay trở lại thôi. Mục đích của nó, đó bạn nhìn đây nha, mục đích của nó này. Mục đích của nó là cuộc thi này, nó lúc này là của nó, là của cuộc thi này các bạn nha. Cuộc thi tiếng Anh chung kết hàng năm đó, là kích thích tinh thần ham học tiếng Anh giữa các học sinh. Đó, kích thích sự hăng say học tập tiếng Anh đó các bạn ha. Vậy thì các bạn chỉ cần trả lời thế này. Mục đích của nó, đó các bạn nhìn đây, là để kích thích sự hăng say nhiệt tình học tiếng Anh giữa các học sinh. Đó, các bạn chỉ cần trả lời ngắn như vậy là được rồi. Đó là câu số 2. Đó các bạn ha. Đó, rất dễ đúng không nào? Rồi bây giờ câu số 3 này các bạn. Này câu số 3 nha. Ai là người tài trợ, cái chỗ này là cái chữ tài trợ các bạn nha. Sponsors. Đó, sponsors. Sponsored. Ai là tài trợ, chỗ này là chúng ta sponsored, chúng là nghĩa là đạo từ các bạn nha, cho cái cuộc thi đấu này. Đó, ai là người tài trợ? Vậy thì các bạn qua bên này các bạn sẽ thấy đây, các bạn nhìn đây. Rồi, vậy thì các bạn đọc lướt trong cái đoạn đầu này thì các bạn sẽ thấy được ai là người tài trợ này. Đây, đây nha. Cuộc thi đấu được tài trợ bởi Hội Phụ huynh Học sinh. Đó, Hội Phụ huynh của học sinh đó. Vậy thì các bạn trả lời câu này rất đơn giản thôi. Đây, Hội Phụ huynh Học sinh tài trợ, đây là tài trợ cho cuộc thi đấu. Tài trợ thì giống như là đóng góp tiền đó các bạn, để tổ chức cuộc thi, để trao giải rồi đó. Người ta gọi là cái từ này là từ tài trợ này các bạn ha. Rồi, đó là câu 3. Bây giờ chúng ta quay sang câu 4. Đây rồi. Câu 4 của chúng ta hiểu nghĩa câu 4 của người ta hỏi này. Mỗi nhóm học sinh phải làm gì? Mỗi nhóm học sinh phải làm gì xuyên suốt thi đấu, trận thi đấu, cuộc thi đấu đó các bạn nha. À, vậy thì chúng ta xem xuyên suốt cuộc thi đấu là mọi học sinh phải làm gì, thì chúng ta quay trở lại cái chỗ mà quy định các luật thi đấu này bạn này. Đây, cái luật thi đấu mà cô Liên phổ biến này. Đây, để tham gia vào cuộc thi đấu, các bạn phải làm việc theo nhóm này, ba người, mỗi nhóm phải hoàn thành 5 phần thi tất cả.
vào sự hoàn thành mỗi phần thi, bạn sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi trên cái phiếu trả lời đó trong vòng 2 phút. Đó, các bạn đến đây là được rồi. Vậy thì câu số 4 này các bạn trả lời cho mình đây. Đây, các bạn nhìn đây. Bạn là họ đó, là những người đi thi đó, phải hoàn thành 5 phần thi tất cả. Nhớ có tất cả trong này nha. Tất cả là 5 phần thi. Vào mỗi cái sự hoàn thành mỗi phần thi này thì họ phải trả lời nhiều câu hỏi trên cái phiếu trả lời đó các bạn nha, trong vòng 2 phút. Đó, như mình đã dịch cho các bạn rồi. Ok. Đó, câu 4 rất là dễ nha, cũng dễ thôi chứ không có câu nào nãy giờ chưa có câu nào khó cả các bạn nha. Thực ra cái dạng đọc hiểu này người ta hỏi cũng không có khó. Rồi, câu 5 này. Ban giám khảo, những người giám khảo, những người chấm điểm á phải làm gì? Phải làm gì? Ban giám khảo phải làm gì để chọn ra người chiến thắng của cuộc thi? À, vậy thì chúng ta quay trở lại cái chỗ ban giám khảo. Đây, các bạn sau này, sau khi mà phổ biến cái những người thi cần phải làm gì này đúng không nào, thì đến lượt phổ biến những người giám khảo này, ban giám khảo này. Đó, cái cô Liên phổ biến luật mà. Sau khi mà phổ biến những bạn cần làm gì rồi đó, những người đi thi cần làm gì, thì đến lượt ban giám khảo. Ban giám khảo sẽ quan sát và cho điểm này, những cái phần thi của các bạn. Cái chỗ này các bạn mình dịch phần thi bởi vì nó nằm trong cái bối cảnh này. Chứ bản thân cái từ này á, nó là sự trình diễn, sự biểu diễn của các bạn, Nhưng trong chỗ này thì chúng ta dịch là bài thi. Đó, cái sự linh hoạt của chúng ta là như vậy đó các bạn. À, vậy thì ban giám khảo sẽ quan sát này và cho điểm cái phần thi của các bạn. Ok, đây, nha. Họ là ban giám khảo này các bạn nha, Họ phải quan sát và cho điểm sự trình diễn của học sinh hay là bài thi, phần thi của học sinh. Và vào cuối phần thi, vào cuối cuộc thi đấu á, chứ không phải phần thi nữa các bạn nha, vào cuối cuộc thi đấu, họ sẽ thông báo, cái điểm toàn thể, cái điểm tổng cộng này, cái total các bạn nha, cái total score này, cái điểm toàn thể là điểm cộng lại của 5 phần thi đó, của mọi nhóm. Đó, thực ra nếu các bạn làm dài á thì chỗ này các bạn cũng làm dài luôn cũng được. Đây nè, nhóm dẫn cao điểm nhất thì người chiến thắng này, vân vân vân, các bạn có thể làm dài, nhưng thực ra tới đây là được rồi. Đó, đội đây ban giám khảo sẽ thông báo điểm của mọi nhóm đúng không, và nhóm nhận điểm cao nhất sẽ là đội chiến thắng. Nếu các bạn làm tốt, các bạn làm tới đây luôn thì ok. Đó, các bạn trả lời cả cái câu này nữa vào cái câu cuối luôn, ok, của cái câu 5 này các bạn nha. Rồi, đó là câu 5. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu cuối cùng của cái câu bài tập số 2 này. À, cái gì sẽ được trao thưởng? Các bạn nhớ nha, qua những cái phần câu hỏi này mình cũng rèn luyện cái kỹ năng dịch câu hỏi cho các bạn nha. Và kỹ năng dịch rất là quan trọng, sau này các bạn đi thi tốt nghiệp 12 hay là các cái kỳ thi cuối cấp, các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu các bạn không có kỹ năng dịch trong các bài đọc các bạn nha. Đây, cái gì sẽ được trao thưởng, người ta đang dùng cái bị động các bạn thấy chưa. Đó, cái gì sẽ được trao thưởng cho người chiến thắng, đó, cho đội chiến thắng đúng không nào. Vậy thì chúng ta quay trở lại bài đọc, cái gì được trao thưởng cho người chiến thắng. Đó, chúng ta quay lại đây, hồi nãy các bạn làm tới đây rồi đúng không này. Đó, người chiến thắng đúng không, đó là cái lúc cái cô Liên phổ biến luật. Thì bây giờ cô ta sau khi phổ biến những người chưa đi thi rồi này, phổ biến ban giám khảo rồi này, rồi đến lượt người chiến thắng. Đây, the winner sẽ được nhận một giải thưởng là một cái đĩa CD học tiếng Anh và một từ điển Oxford đó, các bạn thấy chưa. Ok, vậy thì chúng ta quay trở lại câu đó, ta trả lời rất đơn giản thôi. Đây, đội chiến thắng hay là người chiến thắng, the winner sẽ được nhận thưởng là một cái đĩa CD học tiếng Anh và một cái bộ từ điển, cuốn từ điển Oxford này. Đó, như vậy là cái câu số 6 chúng ta trả lời thế này là ok rồi. Nó tới đây thôi. Như vậy bài tập số 2 của chúng ta đó là 6 câu hỏi này á, thì chúng ta cũng đã được trả lời gói gọn trong các cái phần, trong cái nội dung của bài đọc hiểu thôi, chứ không có gì khó cả các bạn ha. Rồi, hy vọng các bạn thấy video này mà có ích cho các bạn, và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay các bạn ha. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian theo dõi các video của mình. Mình biết rằng có những lúc mình sẽ không làm như ý như các bạn được, có thể có những lúc mình giảng rất là nhanh, có những lúc mình giảng rất là chậm.
Hy vọng các bạn cũng hết sức thông cảm cho mình ha, bởi vì rất nhiều bạn học thì nó phù hợp với bạn này, phù hợp với bạn kia, cho nên những bạn đã biết rồi mà nếu mình giảng chậm quá thì các bạn hết sức thông cảm cho mình ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn các video tiếp theo.